Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với Ban điều hành dự án cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận tại tỉnh Tiền Giang để chỉ đạo tháo gỡ khó khăn vướng mắc đang tồn động nhằm bảo đảm mục tiêu thông tuyến vào cuối năm 2020. Thời điểm này so với thời điểm Thủ tướng thị sát vào tháng 3 năm 2020, khối lượng thực hiện của dự án đã được đẩy mạnh từ 40 lên gần 60%, bảo đảm đúng kế hoạch thông tuyến vào cuối năm 2020. Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, hiện nay dự án đã giải phóng mặt bằng 100%, khối lượng tăng lên 60%, cuối năm nay toàn tuyến sẽ được thông xe. Đây là một nỗ lực rất lớn của nhà đầu tư, đơn vị thi công. Thủ tướng cũng biểu dương Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang, nhà đầu tư dự án, đơn vị thi công, giám sát, Bộ Giao thông Vận tải các đơn vị cung ứng vốn, đồng thời nhấn mạnh dự án này có ý nghĩa rất lớn đối với nhân dân vùng đồng bằng sông Cửu Long. Do đó, các đơn vị có liên quan phải khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công nhưng phải bảo đảm chất lượng.